Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Bơm Hao sẽ hướng dẫn các bạn bài móc con gà. Vì là năm con gà nên bài đầu tiên của chúng ta sẽ là bài con gà để làm móc khóa xe, chìa khóa cho năm mới ha. Bạn cần chuẩn bị cho mình một cục len cốt tông Việt Nam màu vàng, một cây móc lover 2.25 mm, một cây kéo, tất nhiên phải là có một cây kéo, một cuộn chỉ màu đỏ thế này để mình khâu cái miệng đó. Cái miệng con gà và cái mào con gà. Các bạn cũng chuẩn bị cho mình một ít vải nỉ nữa để làm chân hoặc và miệng con gà này, các bạn cắt theo hình nè. Đó, còn cái này chúng ta sẽ gập đôi lại, nó sẽ là mào con gà. Mà con gà này đó, các vải nỉ á, thì nhìn nó dễ thương hơn, móc thì nó lâu hơn, với lại chi tiết nó nhỏ thì khó móc hơn. À các bạn, kim, một cái kim khâu len nữa ha, hai con mắt, các bạn làm hai hộp cơm nhỏ như thế này là mắt gà. Như mình đã nói ở bài trước á, cái bài mà mình mới quay ở đây á, là bốn điều kiện tiên quyết để móc bất kỳ con thú nào á, thì các bạn cần lưu ý cho mình đó, thì mình phải tạo vòng tròn ma thuật, biết được mũi đơn, mũi tăng, mũi giảm là mũi như thế nào á, thì chúng ta sẽ móc được thôi, không có khó khăn gì cả. Các bạn nên nhớ rằng móc thú len rất là dễ. Đấy, chập hai sợi lại ha, là chúng ta sẽ được 2 mm đó. Bây giờ tạo vòng tròn ma thuật nè, làm theo mình ha. Đấy, xong mà lấy dây lên này, ok, xong mà lấy dây qua này, rồi chúng ta chỉ cần rút sợi dây đó lại thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu móc. Hôm nay mình sẽ bày cho các bạn cách đánh dấu kết thúc vòng luôn và cách tính vòng đếm đếm hàng á. Đây, bây giờ chúng ta chưa móc gì đúng không? Bây giờ vòng đầu tiên các bạn móc cho mình 6 mũi đơn. Mình chỉ rồi, mũi đơn này chọc vào lỗ này. Lấy dây lên này, lấy dây qua. Một mũi đơn ha. Tiếp nè. Chọc vào lỗ này. Lấy dây lên này. Hai mũi đơn ha. Chọc vào lỗ lấy dây lên này. Ba mũi đơn ha. Cách duy nhất để móc khi bắt đầu móc là phải đếm. Có móc lâu đi cũng phải đếm. Chọc lỗ vào này, lấy dây lên này. Khỏi lỗ, 4 rồi ha, tiếp tục này. 5 và 6. Rồi. Bữa trước mình có chỉ rồi, hôm nay mình nói lại này. Bạn nhìn này, cái vòng của nó này, cứ một vòng như thế này, nó như mình thắt tít vậy á, cứ một vòng như thế này gọi là một mũi, một vòng như thế này được gọi mũi nè. Đây các bạn tính mình 6 mũi, 6 vòng là 6 mũi, thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nối cái vòng này lại. Để tạo thành vòng tròn thì mình phải nối vòng này lại. Các bạn móc vào cái chọc vào cái lỗ đầu tiên, các bạn nhìn thấy không? Cái vòng của nó chọc vào hai cái lỗ. Rồi. Xong các bạn kéo dây qua luôn. Không, chúng ta không móc, kéo dây qua luôn. Kéo dây qua như thế này là chúng ta được 6 mũi. Ngoại đi ra, ngồi sát nữa. Tiếp nha. Vòng đầu tiên chúng ta có 6 mũi. Tại vì biên tập video rồi, xuất video rồi, nó mất thời gian, với lại nó máy tính lâu rồi chạy không nổi, nên các bạn chịu khó là trong quá trình làm thì các bạn có thể lấy bút để ghi ra, mình nói từ đâu thì các bạn cứ ghi ra, xong rồi chúng ta móc, thì bữa sau các bạn móc sẽ dễ dàng hơn, được chưa? Cái đầu tiên á, là được vòng đầu tiên là 6x rồi, vòng thứ hai các bạn móc cho mình là 6V. 6V, các bạn ghi vào số 2 là 6V nha.
6 V. Bấm trước mình nói rồi, mũi V là mũi tăng, là hai đơn một chân gọi là mũi tăng. Rồi tiếp tục nè, cái vòng này nè là mình móc rồi, mình có móc rồi, mình móc vòng tiếp theo các bạn nhìn ra. Rồi bây giờ bắt đầu mình móc nè. Các bạn tính cho mình nha. Một đơn này, hai đơn chung nè, là mình sẽ được một mũi V. Cứ tương tự như vậy, mũi tiếp theo này, các bạn móc vào đây hai mũi đơn. Rồi. Hai V. Mũi này bạn móc hai mũi đơn vào đây. Ba V ha. Tiếp tục. Hai mũi đơn vào đây nữa. Bốn V ha. Đây hai mũi đơn vào đây nữa. Năm V ha. Vào đây hai mũi đơn vào đây nữa. Sáu V. Vậy chúng ta sẽ được 6 V là chúng ta hết vòng. Các bạn cứ tính đếm cũng được, không cần đánh dấu cũng được, là chúng ta hết vòng thôi. Bây giờ mình làm tới đây rồi thì mình sẽ rút cái vòng tròn này lại, nó sẽ kín cái vòng tròn này lại. Vòng tròn ma thuật thường thường người ta dùng móc mũ nhiều này đó, và dùng mũ tăng, mũ đơn. Đây các bạn nhìn thấy này, nó khít cái lỗ vòng tròn rồi ha. Đó, điện thoại hơi cùi một tí. Tới đây rồi thì các bạn dùng một sợi chỉ này khác màu á để đánh dấu vòng nè, là mình móc tới đây đúng không, mình để vào đây nha, để vào đây như thế này. Xong rồi mình vẫn tiếp tục móc vòng 3, là các bạn móc cho mình một mũi đơn, một mũi tăng, như vậy 6 lần. Đây, lỗ nào chọt rồi, không chọt nữa, chọt vào lỗ tiếp theo. Một ha, một đơn, xong đến tăng này, mũi này tăng này. Tiếp nè, một đơn này, một tăng này. Một đơn này. Bây giờ thì không cần tính nữa, tại vì mình đếm vòng rồi á, nên mình cứ thế mình bắt thôi. Một tăng này, một đơn này, một tăng này. Tiếp một đơn này, một tăng này. Một đơn này, một tăng này. Rồi chúng ta lại gặp cái sợi dây màu hồng này thì nó sẽ hết vòng. Xong các bạn tiếp tục để ở giữa như thế này, móc tiếp. Rồi vòng tiếp theo là vòng số 4, các bạn móc cho mình hai mũi đơn, xong rồi đến một mũi tăng, như vậy 6 lần. Thì mình có cái này rồi nên bây giờ mình cứ móc thôi, không cần để ý đến, mình không cần đếm nữa. Bây giờ móc ha, một đơn, hai đơn, một tăng, một đơn, hai đơn, một tăng, một đơn,
hai đơn một tăng, một đơn hai đơn một tăng, tiếp nè, một đơn hai đơn một tăng, một đơn hai đơn một tăng. Chúng ta lại gặp sợi dây màu hồng, có nghĩa là chúng ta đã hết vòng. Xong các bạn tiếp tục lấy cái sợi dây đó, các bạn để lên trên này để chúng ta đánh dấu hết vòng ha. Rồi xong. Bây giờ các bạn móc vòng số 5. Các bạn móc 3 mũi đơn, 1 mũi tăng, như vậy 6 lần. Các bạn nhớ ghi ra nha. Mồ hôi tay ra nó hơi rít tại vì móc chiều nắng. 1 nè. 2 đơn nè. 3 đơn nè, ok. Xong rồi các bạn móc 1 tăng. 3 đơn, 1, 2, 3, xong rồi tăng, 3 đơn, 1, 2, 3, xong rồi tăng nè, 3 đơn, 1, 2, 3, xong rồi tăng nè, 3 đơn tiếp nha, 1, 2, 3, xong rồi tăng nè, 3 đơn, 1, 2, 3, xong rồi tăng nè. Dây màu hồng có nghĩa là chúng ta đã hết vòng. Xong các bạn lại bỏ vào giữa như thế này. Xong rồi chúng ta tiếp tục móc. Móc tiếp ha. Rồi bây giờ chúng ta đến vòng số 6. Là các bạn móc cho mình 4 mũi đơn xong rồi tăng. Móc tiếp này. 1 nè. 2, 2 nha, 3 nha, 4 nha, tăng. Tiếp nè, 4 đơn, 1, 2, 3 này, 4 này, xong rồi chúng ta tăng này, 4 đơn, 1, 2, 3, 4 nha, xong rồi tăng nha, 4 đơn, xong rồi tăng nha, 4 đơn, 1, 2, 3, 4, xong rồi chúng ta tăng nha, 4 mũi đơn tiếp, 2, 3, 4 này, chúng ta tăng. Rồi
Như vậy là mình đã xong vòng số 6. Và các bạn để ý nè, bây giờ nó ra hình lục giác chưa? Các đỉnh của nó nè, 1 đỉnh, 2 nè, 3.